không thể nói tới, là một cái món ăn rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Cả nhà thấy cái lớp bên ngoài không? Đố cả nhà cái lớp bên ngoài là gì? Còn một cái điều đặc biệt hơn nữa là xíu nữa Oxy sẽ nói cho cả nhà hiểu được cái tầm quan trọng của combo tại Canifood. Đoán xem. Thơm quá. Bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá xem bên trong này có gì đặc biệt nha. Đó. Mở nắp nè. Wow. Unbox thôi, đồ ăn thôi mà cũng unbox rất là hồi hộp. Cái chất lượng. Xem thử bên trong này có gì. Đầu tiên chính là một lá thư mà Canifood gửi cho cả nhà, và trong đó Hoshi cũng có cái xíu tâm thư, xíu tình cảm muốn gửi gắm cả nhà đọc một chút và hiểu về cái thương hiệu này. Đũa muỗng này cả nhà, đũa muỗng cũng rất là hoành tráng, rất là sạch sẽ. Ví dụ như cái bóc này là đang khoảng 6 người ăn đó cả nhà, 5-6 người ăn dư sức. Thì có muỗng nè, có đũa nè, đũa này rất là chất lượng nha. Đũa này không phải là bẻ ra là nó bị tét dưới đây hay là nó bị gãy đâu. Đũa này rất là chắc, đũa tre. Thêm một cái nữa là khăn giấy lau miệng nè, rồi tăm. Rồi bên ngoài đặc biệt là một cái tông màu đỏ giống như cái thương hiệu Canifood. Kèm theo trong cái combo này là sẽ có 5 chai nước nè. Nước tía tô này đặc biệt là công thức của Hoshi Fan nấu rất là ngon. Nghiên cứu cùng với lại những anh em của mình mới có thể đưa ra được một cái loại nước màu đẹp như thế này, không sử dụng phẩm màu. Nước tía tô hoàn toàn tự nhiên, rất là tốt cho sức khỏe. Chưa gì là thấy hình tá tràng rồi đó. Hình tráng. Món ăn đầu tiên của mình chính là món sashimi. Yes. Sashimi. Để xem sashimi tại Canifood có gì đặc biệt. Cả nhà thấy không? Bóng gói rất là cẩn thận, rất là kỹ càng. Nói chung trước giờ nếu mà những ai ăn đồ ăn sushi hay là những cái món thành phẩm Hoshi gửi online thì chắc cả nhà thừa hiểu cách mà Hoshi cùng với những người cộng sự của mình làm việc rồi. Luôn luôn là chất lượng, đặc biệt và bảo quản cực kỳ tốt. Hoshi từng đặt ra một câu hỏi là tại sao mình rất là nhiều anh chị em mua đồ về nhà ăn nhưng mà cảm giác không có bằng giống như nhà hàng. Đồ ăn thì bị nghiêng, đổ. Rồi chất lượng của sashimi thì không có được tươi. Rồi độ lạnh của nó thì không có được đủ. Thì Canifood đã giải quyết hết tất cả những bài toán đó, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề đó. Sau những cái lần mà Hoshi cùng với những người anh em của mình trải qua bao sương gió để làm về cái ngành delivery và giao đồ ăn mang đi này, đặc biệt là sashimi và sushi. Lớp đá nha cả nhà. Lớp đá này sẽ được đựng ở trong một cái túi và luôn luôn giữ nhiệt độ lạnh cho cái miếng sashimi tại đồ ăn mang đi của Canifood, lạnh hơn cả những cái miếng sashimi mà cả nhà ăn ở nhà hàng luôn. Hoshi đã dành hết những cái tâm huyết, những cái kinh nghiệm của mình để gọi là hoàn thiện cái món ăn giao đi, để tập trung hết vào cho Canifood. Cho nên bây giờ Canifood sẽ là một cái thương hiệu giao đồ ăn mang đi tuyệt vời nhất, chất lượng nhất, giá tốt nhất của Hoshi Fan từng làm. Tiếp theo là một cái món ăn cũng rất là đặc biệt. Đó là món Oshi. Oshi mở cho cả nhà xem. Chất lượng những cái hộp đựng sushi của bên Hoshi Fan làm cho các bạn tại Canifood là như thế này. Đó, hộp bã mía. Hộp này thì rất là mắc nhưng mà cực kỳ thân thiện môi trường, mang tới cho cả nhà một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tuy là đồ ăn mang về, đồ ăn giao hàng nhưng mà không có thua kém gì cái vẻ đẹp cũng như là hương vị và bảo quản được như là ở nhà hàng nha. Một cái món này cực kỳ bán chạy bên Canifood luôn. Cực kỳ bán chạy. Đó là món cá hồi sốt phô mai chiên giòn. Wow. Tiếp theo này cũng rất là bán chạy. Nói chung cái combo này Hoshi toàn là lựa những cái món bán chạy và ngon nhất để tối ưu cho cả nhà không à. Và còn một cái điều đặc biệt hơn nữa là xíu nữa Hoshi sẽ nói cho cả nhà hiểu được cái tầm quan trọng của combo tại Canifood bán ra như thế nào. Cả nhà thấy cái lớp bên ngoài không? Đố cả nhà cái lớp bên ngoài là gì? Tí nữa các bạn hãy để lại cho Hoshi comment nha. Riêng cái lớp bên ngoài này Hoshi sẽ không có bật mí. Nhưng mà ở bên trong sẽ có thanh cua nè, da cá hồi chiên giòn nè, rồi sốt nè và một số nguyên liệu khác ở bên trong. Sashimi thì không thể nào mà thiếu rong nho, thì rau chua và lá tía tô. Vì không thể nói tới là một cái món ăn rất là nổi tiếng của Nhật Bản, bánh xèo. Nhưng mà càng sẽ nổi tiếng hơn nữa bởi vì nó là một món ăn bánh xèo rất ngon, hương vị sốt rất là đặc biệt tại Canifood. Đây là hộp nhựa nhưng mà hộp nhựa cao cấp. Nice. Cả nhà nhìn hoa văn của nó cũng rất là sang trọng. Tại vì Hoshi muốn ở trên một cái bàn tiệc của cả nhà nó đa dạng về màu sắc một chút. Nếu mà một tông này không thì sẽ không có đẹp. Wow.
lại là một hộp bã mía nữa. Cả nhà hãy đoán xem. Thơm quá. Đây chính là món mì udon xào nha cả nhà. Đó các bạn thấy không? Bên ngoài là hộp bã mía nhưng mà bên trong vẫn lót thêm một cái lớp giấy bạc. Thứ nhất là để giữ cho cái độ nóng của nó luôn luôn được đảm bảo. Thứ hai là sẽ không có cho nó tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với cái hộp để nó bị dính sốt ở bên dưới quá nhiều thì sẽ mất đi cái hương vị đậm đà của cái món ăn này nha cả nhà. Chưa hết đâu, còn món nữa cũng rất là đặc biệt, đó chính là món sushi. Hai con tôm rất là chất lượng, cá hồi, cá ngừ, cá chích đắp trứng và sò đỏ. Chưa hết, một cái món salad rất đặc biệt. Đó là salad cá chích. Wow, cho lên đây. Đặc biệt là nó có kèm theo một cái loại sốt công thức do Hoshifan làm. Mọi người chỉ cần mở cái này ra, rửa sốt lên bên trên. Là mình thưởng thức thôi. Ý, để Hoshi mở cái nắp bánh xèo ra. Wow, một cái món bánh xèo rất là ngon, rất là tuyệt vời. Rồi xem thử bên này còn cái gì nữa không. Đó, wasabi. Tất nhiên là không thể nào thiếu wasabi rồi. 3 hộp luôn, cho cả nhà tới 3 hộp wasabi. Tha hồ ăn ngon. Tặng cả nhà thêm ít, kèm cả nhà thêm 3 hộp gừng. Thì rất là nhiều anh chị em thích ăn đúng không? Dùng để thưởng thức, tẩy hết đi những cái vị cũ của cái món cũ để chuẩn bị thưởng thức một cái món tiếp theo. Và tất nhiên rồi, không thể nào thiếu được nước tương. Nước tương thì cả nhà trải nghiệm nước tương của bên Candy Food một lần đi, để mình hiểu được cái độ ngon của nó như thế nào. Bóc rất là đẹp, cả nhà có thể dùng nó để đựng đồ được, đồ gì đó xong rồi mình để cốp xe. Ví dụ như là một cái chuyến tham quan tại một cái nơi nào đó, ví dụ như đi Vũng Tàu hay là đi một Đà Lạt chơi, cả nhà có thể dùng cái thùng này để đựng đồ ăn nè, dụng cụ để mình lên những cái nơi đó mình nấu nướng đồ ăn. Mình sắp theo cái hộp này cũng rất là uy tín ha, rất là ok luôn. Hoshi sẽ bật mí một cái điều quan trọng nhất, đó chính là giá của cái combo này dành cho 5-6 người ăn, bao gồm cả nước mà Hoshi nấu. Nhà hàng mà tiêu chuẩn, chuẩn sao, ngon lành cành đào thì mọi người sẽ đón cái set này đâu đó khoảng 2 triệu mấy. Hôm nay cả nhà thưởng thức những cái món ăn này tại Candy Food như Hoshi có nói rồi đó, chuyên phục vụ cả nhà ăn tại nhà hay là tới nơi để đi chợ, hay là có thể đặc biệt là ăn tại chỗ luôn cũng vẫn được luôn. Rất rất là tâm huyết vào cái việc gửi đồ ăn về cho cả nhà. Thì combo này có giá hiện tại cực kỳ hời luôn, đó là 1.421.000. Wow. Nhưng mà chưa đâu, với cái video này cả nhà có thể thưởng thức cái món này, tất cả những cái món này chỉ với giá là 1.168.000. Wow. Mì udon, cơm cuộn cá hồi phô mai chiên giòn. Thì cơm cuộn rồi món bánh xèo, món salad, món oxy. Oxy rất đặc biệt, rất là tươi, rất là ngon và rất là chất lượng. Nước uống, sashimi, nước tương, gừng, wasabi và một cái bốc do Hoshi Fan gửi tặng cả nhà. Hy vọng rằng Candy Food sẽ luôn luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ, và Hoshi Fan sẽ luôn luôn cố gắng, luôn luôn tâm huyết hết nhất có thể để mang tới cho mọi người những cái món ăn tốt nhất, ngon nhất, chất lượng nhất mà lại hợp với túi tiền của mình nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video review tiếp theo nha. Bye bye.